làm dâu mẹ chồng chiều chuộng hết mực nửa đêm nghe chồng và mẹ nói chuyện tôi bỏ về nhà ngoại luôn chẳng nhẽ bao lâu nay mẹ chồng đối xử tốt với tôi là vì mục đích này ư gia đình tôi làm ăn buôn bán anh là con trai bạn của bố anh đẹp trai tuấn tú dáng người cao ráo lại rất ân cần lễ phép với người lớn tuổi nên tôi nhanh chóng phải lòng anh cứ như vậy chúng tôi yêu nhau được một năm thì cưới trong đám cưới Mẹ chồng nắm lấy tay tôi nói với bố mẹ tôi, ông bà cứ yên tâm đi, sau này chúng tôi sẽ đối xử với cái ngân như con gái ruột của mình. Khi về làm dâu, mẹ chồng đối xử rất tốt với tôi, bà chưa bao giờ bắt tôi dậy sớm, nấu cơm hay làm việc nhà cả. Mấy đứa bạn biết tôi được gả vào một gia đình nề nếp, có mẹ chồng tốt như vậy thì ai cũng ghen tị, khen tôi thật có phúc. Vì mẹ chồng đối xử với tôi rất tốt nên khi cưới nhau được nửa năm, Mẹ hỏi vay tôi 200 triệu để hùng hạp vốn mở tiệm mát xa tẩm quốc với em gái bà, tôi đã đưa ngay mà không suy nghĩ nhiều. Nhưng dần dần, mẹ chồng cứ nói cần quay vòng vốn, rồi vay thêm 50 triệu, 100 triệu khiến tôi nghi ngờ. Mãi cho đến một ngày, tôi nói sẽ tới tiệm mát xa của mẹ chồng xem thế nào thì bà mới quýnh quán, thừa nhận rằng không có tiệm mát xa nào cả, bà đã dùng tất cả số tiền đó để chơi cờ bạc và thua sạch. Tôi nghe mà choáng váng, bởi từ lúc yêu đến sau khi cưới, tôi không hề biết mẹ chồng lại có máu cờ bạc, cũng chưa từng nghe chồng và bố chồng hé răng nửa lời về chuyện này. Từ trước đến nay mẹ đều lừa tiền tôi, nếu cứ để như vậy mãi thì không ổn nên tôi đã học gia đình để bàn về vấn đề này. Biết không thể giấu giếm được nữa, lúc này bố chồng tôi mới nói sự thật. Nghe mọi chuyện, tôi mới ngỡ ngàng, hóa ra gia đình chồng không hoàn hảo như tôi nghĩ. Nhưng dù sao chuyện cũng đã đành, tôi khuyên mẹ chồng đừng chơi nữa, cũng khuyên bố chồng đừng tin tưởng đưa hết tiền cho mẹ giữ nữa, vì như vậy chẳng khác gì hại bà, hại cái nhà này. Cả nhà ừ ừ gật gật ra chiều hiểu ý, tán thành lắm. Xong, tôi thừa hiểu máu cờ bạc đâu thể nói bỏ là bỏ ngay được, cho nên tôi không hoàn toàn tin tưởng nhà chồng. Được khoảng một tuần, chồng bỗng hỏi vay tiền tôi chắc mẩm mẹ không dám hỏi tôi nữa nên quay sang hỏi anh nên tôi trực tiếp từ chối nửa đêm tôi tỉnh dậy muốn đi vệ sinh nhưng không thấy chồng đâu đi ngang qua phòng mẹ chồng thấy cửa phòng khép hờ nên tính qua quan tâm hỏi han sao giờ này mẹ chưa ngủ chưa kịp gõ cửa thì giọng vang lơn của mẹ chồng từ bên trong phát ra khiến tôi khựng người lại mẹ xin con cho mẹ mượn tiền trả nợ nếu không trả tiền chúng sẽ đánh mẹ bầm dập mất mẹ hứa đây là lần cuối cùng Lúc lần này mẹ sẽ không bao giờ dám động tới thứ đỏ đen đó nữa. Giọng nói bất lực của chồng vọng ra, mẹ, con đã nói rồi, con không có tiền, toàn bộ lương của con đều đưa vợ giữ rồi. Con đã vay vợ nhưng cô ấy không cho. Điều khiến tôi sốc hơn cả là câu nói tiếp theo của mẹ chồng, bà suối chồng tôi lấy trộm ít nhẫn vàng, kiền vàng cưới của tôi đem đi bán. Không thể nghe tiếp được nữa, Tôi tức giận đẩy cửa xông vào chất vấn thẳng mặt mẹ chồng. Mẹ quá đáng quá rồi đấy, có người mẹ nào như mẹ đi suối con trai ăn trộm ăn cắp thế không? Nào mà ngờ, chồng lại nổi nóng với tôi. Đây là lần đầu tiên anh ấy quát mắng tôi kể từ lúc yêu đến bây giờ. Em là con dâu, em phải có trách nhiệm giúp đỡ giải quyết khủng hoảng gia đình chứ. Giờ chỉ có em mới giúp được mẹ. Sau hôm học gia đình bố đã dứt khoát viết đơn ly hôn rồi nhưng mẹ cầu xin thêm một cơ hội nên bố mới thôi giờ bố biết mẹ lại mắc nợ vì cờ bạc bố sẽ ly hôn với mẹ mất mà em biết tính bố nói là làm rồi còn gì thế anh tính đổ hết khoản nợ của mẹ lên đầu em à mà mẹ nữa tại sao ngần này tuổi rồi mà mẹ vẫn mù quáng như vậy mẹ không thấy xấu hổ à bố sao em có thể ăn nói với mẹ anh như thế không phải chỉ là 50 triệu thôi sao? Nhìn em có giống con dâu không? Bao lâu nay mẹ đối xử tốt với em như vậy, chưa từng bắt em làm việc nhà, dậy sớm, giờ em báo đáp mẹ một chút thì đã sao? Chồng tác tôi ngã lăn ra đất rồi quát tháo ầm ĩ, chẳng nhẽ bao lâu nay mẹ chồng đối xử tốt với tôi chẳng qua là vì bà coi tôi là mỏ vàng để lấy tiền đi chơi đỏ đen thôi ư. Quá thất vọng về chồng và nhà chồng, tôi về phòng thu dọn hành lý quay về nhà mẹ đẻ ngay trong đêm. Biết tôi bị chồng đánh, mẹ chồng tệ như vậy, bố tôi ngồi bên cạnh thở dài, nói rằng nếu tôi muốn ly hôn thì bố mẹ sẽ hoàn toàn tôn trọng quyết định của tôi. Nhưng tôi lấy chồng chưa được một năm, vì chuyện này mà ly hôn tôi cũng không đành lòng. Có cách nào giải quyết em đẹp chuyện này không?